cảnh sát Thái Lan cứu các động vật hoang dã khỏi những kẻ buôn lậu, tên tự Khon Ken. Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ hai người đàn ông bị cáo buộc buôn lậu 5 con cọp con và hàng trăm động vật hoang dã khác. Truyền thông Thái Lan đưa tin, cảnh sát đã tịch thu 5 con cọp con, 312 con loài thằn lằn và 185 con rùa giấu trong những chiếc hộp nhựa trong một chiếc xe tải. Cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm đang lái chiếc xe tải về hướng biên giới phía đông bắc của tỉnh Khon Ken. Các nghi phạm cho biết họ đã được thuê với giá khoảng 700 Mỹ Kim để mang các động vật từ trung tâm tỉnh Ayutthaya tới biên giới. Các nghi phạm đã bị truy tố tội buôn lậu động vật hoang dã ra khỏi đất nước. Các quan chức cho biết các con vật đang trong tình trạng yếu đuối. Chúng đã được gửi đến Bộ phận Động vật Hoang dã và Tài nguyên Thiên nhiên của Thái Lan để phục hồi. Thái Lan là một trong những quốc gia đã ký kết Công ước Quốc tế về buôn bán các loại động vật hoang dã.